Chính xác là khoảng 9 giờ 31 sáng nay thì tại thủ đô Hà Nội cũng đã có rung lắc với phạm vi rộng, và trên các tòa nhà cao tầng như là ở Time City, Vincom Bà Triệu hay là tại Đài Truyền hình Việt Nam nữa thì chúng ta đã đều cảm nhận thấy rung lắc và chao đảo rất rõ rệt. Theo như thông tin từ Viện Vật lý Địa cầu thì những rung lắc mà người dân thủ đô cảm nhận được đó là do ảnh hưởng của lan truyền chấn động từ một trận động đất xảy ra tại tỉnh Vân Nam Trung Quốc, cách ranh giới huyện Mường Tè, Lai Châu là khoảng 118 km. Động đất có độ lớn là 5.3 và độ sâu chấn tiêu khoảng 10 km. Và Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần Viện Vật lý Địa cầu vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này. Bây giờ thì xin trở lại với các thông tin về thời tiết. Không khí lạnh cũng đã đẩy rãnh thấp xuống gây mưa xuống phía Bắc miền Trung. Vì thế mà miền Bắc sẽ được hưởng tiết trời tạnh giáo và mát mẻ đậm chất thu trong ngày hôm nay. Dự báo là nhiệt độ cao nhất toàn miền phổ biến trong khoảng từ 28 cho tới là 31 độ. Đến tối và đêm khi mà nhiệt độ giảm thêm xuống thì ở vùng núi sẽ thấy lạnh rõ với mức nhiệt là khoảng từ 20 cho tới mức là 23 độ. Đối với vùng đồng bằng thì hơi se se với mức nhiệt từ 22 cho tới 25 độ. Cùng chung tiết trời dịu mát với toàn miền, nền nhiệt cao nhất tại thủ đô Hà Nội vào chiều nay sẽ khoảng là 30 độ và trời thì lúc nắng, lúc lại nhiều mây. Càng về tối và đêm thì không khí lại càng dịu mát hơn, lúc 22 giờ mức nhiệt là khoảng 27 độ và nền nhiệt sẽ còn tiếp tục giảm xuống, thấp nhất lúc gần sáng sẽ là 24 độ. Có thêm gió đông bắc thổi đều khoảng cấp 2 đến cấp 3 thì quý vị sẽ cảm thấy một chút se lạnh rất dễ chịu. Tại thành phố Hồ Chí Minh dự báo là nắng sẽ duy trì thêm 2 đến 3 tiếng nữa và sau 14 giờ thì mây dông sẽ phát triển và gây mưa cho các quận huyện. Trong cơn dông thì cần phải đề phòng với tố lốc, gió giật mạnh. Còn về nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay sẽ khoảng là 32 độ.